chị xin em đi, chị xin em đi, em cho chị luôn, chị xin em đi, chị nói một câu đi, đừng có cái giả cái kiểu ăn cướp ấy nhá. Được cả mẹ cả con, vừa ăn cướp còn vừa la làng. Cháu nói thật với bà là cháu vừa mới ship xong, cháu đưa cho chị cái đơn hàng, chị bỏ là chị vào để chị thử quần áo. Không, bây giờ chị vào cái chị mất hút, bây giờ cháu đứng ra ngoài máy cháu không thấy, cháu phải bỏ, cháu thấy bà đi, cháu phải gọi bà, cháu bảo bà đi. Thì nhà này chị vừa đi vào trong em vài bỏ chứ không phải con bà là kiểu gì. Thế nhưng mà đây nhà bà cháu vừa mới ship, cháu vừa mới đưa hàng cho chị xong. Đây cháu vừa đưa chị khe khe này. Mày làm ship bên không chưa? Mày đã học cái trường đi làm ship bên chưa? Bà nói là kiểu gì ạ? Mày ngu thì mày dạy. Bà nói là mà nghe được, bây giờ cháu đưa hàng thì bây giờ hàng đáng nhất là hàng được thử ấy, cháu đưa chị ấy vào chị thử thôi, không cháu đợi chị xong cháu lấy tiền thôi. Thì ai đây có đợi thì tám cứ tin. Thế bây giờ bà gọi con bà ra để cháu nói chuyện với chị đấy, bây giờ cháu đứng cho gọi mãi chứ không ra rồi. Nhiều cái trường hợp bây giờ lừa lắm, đến đây lạ mua cái lỗi kia toàn thường lừa ra không. Mua cháu gì nhưng mà cháu là shipper, cháu ship hàng đến cháu chả có lừa đảo cái gì cả. Lừa được cái con già này nhá. Cháu nói bà, thế bây giờ thôi bà, đầu bà không tin cháu, bà cứ gọi con bà ra đây là để cháu nói chuyện với chị đấy là xong. Cái hàng xóm nào về được, bà nó buồn cười, nhà đang đóng cái này, vừa lấy nhà cửa vẫn đang đóng, cháu vừa mới đưa chị xong chị đi vào chị bất hút, cháu gọi chị không ra. Còn non lắm, còn xanh lắm con ơi, mày đừng nói chuyện với bà ra. Ô, thế bây giờ cháu hỏi bà, thế bây giờ hàng cháu đưa, hàng cháu được kiểm hàng. Đúng không? Thì cháu đưa vào cho chị, cháu kiểm trước xong rồi là cháu đợi chị ra, chị đưa tiền cho cháu, chị thanh toán cháu. Tại vì hàng được kiểm. Mày cứ mang đi. Nói nhiều. Sao bà buồn cười đấy? Không, tao không nói chuyện là ngàn. Bây giờ tiền của cháu mồi công sức cháu đi ship hàng được bao nhiêu lắng lôi này. Trời lắng lôi cháu đợi bà, nhìn đợi con bà từ lấy giờ xong rồi không ra cháu gọi. Mày đi khỏi cổng tao. Không nói chuyện nhau. Bây giờ tiền của cháu có vẻ là giấy đâu, bây giờ ship hàng được bao nhiêu đâu, một đơn cháu được có bao nhiêu đâu mà. Mày cứ đi hỏi tao, cái thứ này tao đâu đúng. Thôi bây giờ bà tốt nhất là bà gọi chị ra đi, không thì cháu nhá. Cháu nếu mà không, nếu mà bà không gọi chị ra nhá, cháu kiện bà đấy. Tao nói thật với mày này. Mày nói là mày cứ biết nói là tao còn đẻ cho mày nhá. Mày còn tuổi con tuổi cháu tao mà đi mà kiện, mày kiện tao ngay. Bây giờ mày... bà bây giờ bà làm sao mà bà vô lý đấy, con bà sai bà còn bênh con bà như thế. Mày gọi tao á, tao cũng đúng lính nhá. Mày là cái gì, mày bao nhiêu tuổi còn... Cháu nói thật là nó cũng chả nhiều cơ, nhưng mà đối với cháu nhá, nó cũng làm một ngày công. Mẹ còn hơi sữa nó là 300 bao nhiêu, 300 mấy, 340 bà cũng là một ngày công của cháu ấy. Đúng rồi chứ, 300 mấy. Bây giờ gặp bà nói cháu đấy. Không có coi mày cho mày. Bà gọi chị ra đây, chị ra chị xem đi, em chị giả tiền em đi. Vừa chị mới cầm em cái đơn hàng vào trong, bây giờ chị ra chị bỏ chị vài chị thứ, bây giờ chị đây hỏi tên gì. Chị, em mới thật nè, chị đừng có mà cái giọng đấy nhá. Em vừa đưa hàng chị bỏ vào chị thử hai cái áo, bây giờ chị vào chị thử hai cái áo xong rồi bây giờ em gọi mãi chị không ra. Mày đừng có làm điều linh tinh nhá, mày đừng nghĩ là xóm quê mà không làm gì được mày đúng nhá. Đặt điều gì, em đặt điều em chả dám đứng, em cãi nhau với chị nhá. Bây giờ em đưa hàng với chị không, bây giờ chị mang vào chị bảo chị thay chị thử. Ông bà chị đưa tiền xong bây giờ cầm vào đây này, mọi người xem này, cầm vào xong rồi cả mẹ cả con này. Thằng nào đưa hàng bỏ khóa cửa nhưng mà không đưa qua cái cửa này, đây lấy cái bên này không dám mở cửa. Đúng rồi, con có ý định từ trước rồi hay sao đây? Ý định gì? Mày đưa tao cho chẳng nhau, bây giờ tao cứ cái gì mày đưa tao cũng phải nhận cho mày à? Cái bia chị nhận rồi đấy, chị nhận rồi, chị mang vào rồi đấy. Cái bây giờ mày bảo 10 cái áo tao phải nhận à? Ai làm chứng? Em nói này, con người nhá, nó có ý thức nhá. Nhưng bây giờ chỉ có hai cái áo thôi, có 340 thôi nha, chị không lấy được, chị không có, chị cảm thấy chị không có tiền được. Chị xin em đi, chị xin em đi, em cho chị luôn, chị xin em đi, chị nói một câu đi, đừng có cái giả cái kiểu ăn cướp ấy nhá. Được cả mẹ cả con, vừa ăn cướp còn vừa la làng. Chị đang cầm tiền của em ấy, chị đang cầm tiền của em ấy. Tiền nào? Vâng.
Đưa em đi ship đơn hàng 3424 cho hai cháu đi vào thử, đi vào thử xong. Đi quay, đi quay lại, quay ra bỏ là tao chưa lấy. À em thật gì á? Chả bắt nạt gì, chả phải bắt nạt gì mà em lấy tiền của em thôi. Con mẹ con chị em ơi, thật em không làm tiếp, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với em. Em mà có bằng chứng ấy, em mới thật em đưa cái mặt chị lên Facebook cho người ta xem hết cái mặt chị sáng cái mặt chị lên rồi. Đây mọi người nhìn kê cái mặt cho bà ship hàng đến xong rồi là bùng hàng này lấy là đưa hàng của người ta này, xong không trả tiền này. Này tôi thật với bà nhá, này hôm nay tôi nhá, tôi lần đầu tiên tôi gặp bà nhá, tôi ship bà 5 năm nay lần đầu tiên tôi gặp bà nhá, nhưng mà nhá, này tôi cho bà 34 luôn, tôi bố thí cho bà luôn đấy. Tôi bố thí cho bà luôn đấy, cái loại bà này, 34 đéo to ra rồi nói đến cái nhân cách con người ấy, hiểu chưa? Mẹ